Ok mọi người nha, thì học sẽ hướng dẫn mọi người cái kỹ thuật đẩy cầu được không ạ? Hướng dẫn kỹ thuật đẩy cầu nhá. Thì ôi hơn 100 người xem rồi. Hơn 100 người xem rồi. Họ sẽ hướng dẫn đẩy cầu mẫu này. Ok. Thì bây giờ học sẽ chia sẻ nhìn đồ rõ mạch nha. Ok thì bây giờ học sẽ chia sẻ cho anh em cái kỹ thuật đẩy cầu nha. Thì những cái cơ bản đầu tiên là muốn anh em nắm tới này. Ví dụ đẩy cầu trái tay nhá. Muốn đẩy nhìn góc nha. Đẩy cầu trái tay thì anh em lấy tì con cái vào như này. Được chưa? Tì vào giữa đây này. Nhìn rõ không? Rõ. Đây là muốn đẩy cầu bên trái tay nhá. Thì anh em mình đây này, mặt vợt này, vợt nó chia làm hai này. Một mặt dọc, một mặt bẹt này. Thì muốn đẩy cầu trái tay anh em mình tì cái ngón cái vào mặt bẹt nhá. Tì chắc vào nhá. Tì chắc ngón cái vào, cầm vợt nó chắc vào. Mình nó đẩy như này nhá. Được chưa? Thì anh em mình tì đầu tiên là bên trái tay này. Anh em tì ngón cái vào nhá. Thì chúng ta này, muốn đẩy cầu đầu tiên chúng ta vợt chúng ta giơ trước mặt này. Chúng ta nhá, muốn đẩy cầu bên trái tay nhá. Chúng ta này, chúng ta chỉ cần thu vợt về này. Chưa, vợt trước mặt này. Mọi người cứ làm cứ học nhá. Vợt ở trước mặt này, chúng ta cần thu vợt về này, được chưa? Rồi chúng ta, đây này có nhiều người á, dùng rất là nhiều lực. Chúng ta thu vợt về rất là sâu như này là sai. Mọi người muốn đẩy cầu á, thì mọi người không cần phải thu vợt về như này quá đâu. Không cần phải này, không phải dùng quá nhiều lực như này. Động tác rất là thừa và số. Chúng ta chỉ cần dơ vợt lên phía trước. Chúng ta chỉ cần thu về một chút thôi. Rồi chúng ta đẩy lên, đẩy thẳng ra phía trước. Muốn đẩy cầu á, thì chúng ta này, thu vợt về này. Chúng ta vung đẩy thẳng ra, đẩy thẳng ra, đẩy thẳng ra, đẩy thẳng ra, chắc cái tay lên, đẩy thẳng ra, vung nhau, vung hết cái tay nhau, đẩy nhau, đẩy nhau, dí nó ra, dí thẳng ra, vọt này, từ sau này, vọt lăng này, từ sau này, đẩy ra trước này, từ sau ra trước này, đẩy thẳng lên, đẩy thẳng lên, đẩy thẳng lên, chúng ta đẩy thẳng ra, chúng ta đừng có vung chéo xuống này, được chưa? Chúng ta muốn đẩy đầu thẳng lên, chúng ta đẩy thẳng ra, chứ đừng, chúng ta đừng có đừng đánh vào tay, đừng đánh xuống như này, đừng đánh lên này, chúng ta đẩy thẳng ra, được chưa? Nó rất là đơn giản thôi, thu vọt về này, lăng vọt từ sau ra trước này, đẩy ra, thả lỏng tự nhiên ra, đứng tự nhiên ra, vung ra, vung, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Mọi người thấy nó dễ hiểu không ạ? Đây nhá mọi người nhá, đây này, chúng ta chỉ tì ngón cái vào nhá, tì ngón cái vào này, tì ngón cái vào nhá. Chúng ta đẩy vào theo này. Chúng ta đẩy nhá. Đẩy, chúng ta chỉ cần thu về một chút thôi. Chúng ta đẩy ra. Du ra, đẩy ra phía trước. Đẩy ra phía trước, đẩy ra phía trước. Chúng ta thả lỏng ra. Ok, học sẽ làm mẫu anh em này. Học sẽ làm mẫu cho anh em này. Anh em nhìn nhá. Này. Chúng ta này. Được chưa? Dơ cao lên ở trước mặt này. Được chưa? Chúng ta đẩy ra. Cơ thể chúng ta đứng thả lỏng tự nhiên thôi. Thả lỏng tự nhiên thôi. Chúng ta này vung theo, vung thẳng tay theo. Vọt từ sau này. Đừng có dùng lực co về nhiều làm gì. Chỉ cần dơ vào như này, co về một chút thôi. Chúng ta đẩy ra. Đặt lại nha. Sợ không nghĩ nha. Đây à. Đẩy theo.
anh em thấy có hiểu không ạ? Ok anh em mọi người nhá, đây là cái chia sẻ cá nhân của Học thôi. Thì Học làm như nào Học chia sẻ cho anh em thôi. Nếu như nó giúp ích được cho anh em, nếu như nó thực sự anh em hiểu thì anh em mình hãy động viên Học, hãy giúp Học chia sẻ cho thật nhiều anh em bạn bè biết, để Học có thật nhiều năng lượng để Học chia sẻ cho anh em nhiều kỹ thuật ở đây. Ok, đấy là đẩy cầu bên phải, à bên trái nhá. Thì đẩy cầu bên phải cũng như vậy thôi mọi người ạ. Đẩy cầu bên phải thì chúng ta cũng vọt ra lên trước mặt này. Bên trái này, bên trái chúng ta thu vọt về được chưa? Cho đẩy ra này. Bên phải chúng ta cũng thu vọt về này. Cho ngửa tay ra một chút, cho đẩy lên. Đây, tất cả động tác chỉ như này này. Đẩy, 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 đẩy ra. Vung thẳng ra phía trước nhá, từ sau vung thẳng ra nhá, đừng vung xuống, đừng vung xuống này, tám nào vung xuống này, đừng vung này, nó như này, đẩy, đẩy, đẩy ra, 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 ok, thì đấy là kỹ thuật là đẩy cầu nhé mọi người nhá.